Rất là vui được tiếp tục quay trở lại với kênh Thanh Vân Flower. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh. Khoảng một thời gian rất là dài tôi đã không quay video ở kênh này, nhưng hôm nay tôi sẽ tiếp tục quay trở lại với một cái hướng dẫn để làm cái cây kim tiền này. Đây là một cái mẫu cây cực kỳ đẹp và sang trọng, đây, với cái màu đỏ nhìn rất là đẹp với những cái khóm lá như thế này. Đây là một cái mẫu kim tiền mới của năm nay và là một trong những cái mẫu mà sang trọng, cũng như là nó thu hút được rất là nhiều những cái sự quan tâm của những dân handmade. Không để các bạn chờ lâu thêm nữa, ngay sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta làm một cái mẫu hoa kim tiền này nha các bạn nha. Đây ạ. Set hoa của chúng ta thì sẽ gồm có, thứ nhất là các bạn nhìn này, thứ nhất là cái kẽm này, đây là dây đồng, nó rất là mềm nha các bạn nhá. Tiếp theo là những cái lá vàng này các bạn nhìn này, đây là lá vàng này, đó. Tiếp nữa là những cái hạt chai như thế này này các bạn nhìn này, đây là những cái hạt chai màu trắng nhá, trắng ngọc này nhá. Tiếp đến là những cái đồng xu này các bạn này, đây, những cái đồng xu này để chúng ta dán gốc nhá, đó. Và cái không thể thiếu đó chính là cái bình này. Đây là cái bình mà nó tạo nên một cái sự mới lạ trong cái mẫu hoa kim tiền của năm nay. Đây nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ làm những cái khóm như thế này nhá. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta làm một cái chùm hoa để các bạn gắn vào đây, gắn vào cái lỗ này này các bạn này. Đây ạ. Và ở đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một chùm nhá. Còn lại thì các bạn sẽ làm tương tự với những cái chùm còn lại nha các bạn nha. Đây ạ. Chúng ta sẽ sử dụng cái dây đồng này. Dây này nó rất là mềm nên là các bạn có thể thoải mái vặn bằng tay nha. Chúng ta sẽ gấp đôi lại như các bạn nhìn này. Chúng ta sẽ gấp đôi lại để cho cái này nó bằng nhau này. Đó, hai cái sợi này bằng nhau nhé. Chúng ta sẽ cho cái hạt, một hạt vào đây. Đây ạ. Các bạn này, cho này, các bạn nhớ này, cho chúng ta bóp hai bên cho chặt như thế này nhá, để cho nó không bị lệch, thì khi đấy là cái hoa của cái đầu này nó lên nó sẽ đẹp hơn nha. Sau đó các bạn muốn vặn bao nhiêu, ví dụ như các bạn muốn vặn khoảng như thế này thì các bạn giữ chắc ở đây và tay của chúng ta sẽ cầm lấy cái hạt này, chúng ta xoay. Đó. Như vậy là chúng ta đã xong cái hạt đầu tiên nhá. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng một sợi này, chúng ta sẽ gấp lên đây. Đó, và để chúng ta áng cái lượng nó tương tự như cái bên cạnh này. Đó, xuống đây. À, chúng ta gấp như thế này để chúng ta cố định cái hạt nó ở chỗ đấy luôn nhé. Bạn cho cái hạt vào đây. Đó. Sau đó các bạn giữ ở cái góc này. Tay của bạn giữ ở cái góc trước này. Và tiếp tục chúng ta sẽ xoay. Chúng ta dùng cái tay để chúng ta xoay cái hạt ngọc này. Đó. Như vậy là chúng ta đã được hai cái nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng cái sợi bên này này. Cái sợi bên này nhé. Đó, chúng ta gấp, cố gấp tương tự như thế này. Đó, sau đó các bạn cho cái hạt vào đây. Một cái chùm này thì nó sẽ gồm có 3 hạt này nha các bạn nhé. Sau khi mà chúng ta gấp được như thế này, các bạn giữ đây, chúng ta sẽ cố định cái gốc vào đây. Đó, chúng ta sẽ vặn. Đó. Như vậy là chúng ta đã xong 3 cái nhé. Cuối cùng thì chúng ta sẽ vặn ở đây, chốt ở đây, cố định lại ở đây. Đó. Như vậy là chúng ta đã xong một phần. Chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng cái lá này, chúng ta làm cái lá này nhé. Đây, thì chúng ta cũng vặn hai cái này, sắt cho cái này nó bằng nhau như thế này nữa các bạn. Đó. Tiếp theo thì các bạn cho cái lá này vào đây này. Các bạn nhìn này, cái lá này nó sẽ có một cái lỗ ở đây và hai cái bên cạnh nó trống như thế này. Thì các bạn sẽ sâu vào đây này các bạn nhỉ, sâu hai bên như này nhé. Hai sợi như này và hai bên. Chúng ta làm như thế này mục đích là để cho cái lá này nó được chắc chắn nha các bạn nhé. Đó, sau đó cái sợi tiếp theo này chúng ta sẽ sâu vào đây. Nếu như chúng ta không làm như thế này thì cái lá của chúng ta nó sẽ rất là rung rinh nha các bạn nhé. Đó, cái sợi tiếp theo là chúng ta sẽ sâu vào đây. Để hai cái nó đối diện nhau. Đó, sau đó chúng ta vặn. Thì các bạn cũng xem nè, áng này. Chúng ta muốn để như này thì chúng ta giữ chắc trước, sau đó chúng ta vặn. Cái sợi thép, cái sợi đồng này nó mềm lắm nên là các bạn vặn tay thoải mái nhé, không cần phải dùng kìm đâu ạ. Đó, xong một cái nhé. Tương tự như cái việc làm cái nụ này, chúng ta sẽ làm cái lá cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng gấp lên đây.
Thì ở đây chúng ta không còn hai cái lá nữa thì chúng ta sẽ hai sợi nữa thì chúng ta sẽ sâu như thế này nhé các bạn nhé. Đây, đầu tiên các bạn sâu vào cái lỗ ở chính giữa này, lỗ tròn ở chính giữa này nhá. Đó. Sau đó các bạn sâu sang bên này, sâu về cái nốt bên cạnh. Đó. Tiếp theo nhé. Sau đó chúng ta sẽ sâu về cái bên cạnh này. Được chưa? Đó. Sau đó chúng ta sẽ sâu về cái sâu lại một lần nữa vào cái lỗ tròn này nhá. Thì các bạn làm như thế này thì cái lá của chúng ta nó sẽ rất là chắc chắn và nó đứng thẳng. Nó sẽ không bị hiện tượng là rung rinh nhá. Đó. Sau khi chúng ta làm được như vậy thì chúng ta lại cố định cái ở chỗ này. Và chúng ta vặn lại. À, cái này nó rất là dễ làm nha các bạn nhé, không khó đâu ạ. Làm rất là đơn giản. À, đã xong cái thứ hai nhá. Tiếp theo thì cái lá bên cạnh chúng ta cũng làm tương tự như cái lá bên cạnh như vậy. Chúng ta sẽ gấp vào đây để chúng ta đánh dấu là chúng ta sẽ sâu cái ở đấy. Sau đó chúng ta sẽ sâu một cái sâu vào cái lỗ tròn này. Cái lỗ ở giữa chính giữa này nha các bạn nhé. Sâu vào cái lỗ này. Đó. Sau đó các bạn sâu ra lỗ bên cạnh. Mục đích của việc sâu này là để cho cái lá của chúng ta nó đứng thẳng, nó không bị rung rinh nha. Đó, sau đó cái lỗ bên cạnh đây. Và cuối cùng thì các bạn sâu lại vào cái lỗ này. Cái lỗ 1 này. Sau đó chúng ta sẽ vít. Và cuối cùng là các bạn vặn lại. Đó. Vặn lại nha. Tay chúng ta sẽ giữ ở đây, chúng ta vặn lại. Sau đó các bạn vặn cái này cho nó cố định lại. Đó. Như vậy là chúng ta đã tạo ra được một cái nhánh gồm có 3 lá này và 3 cái nụ nhị này. Sau khi chúng ta tạo được cái như thế này rồi nhá, thì các bạn sẽ cho cái nhị vào đây. Đó, chúng ta sẽ được cố định vào đây. Hai cái đầu của cái này nhá. Đây ạ. Đó, cái đầu này các bạn sẽ để cho gặp nhau. Sau đó chúng ta sẽ vặn lại. Đây các bạn vặn như này. Mình hướng dẫn các bạn cách vặn nhé. Hai tay này chúng ta cầm ở cái hai sợi này và ngón giữa và ngón út các bạn kẹp đây. Sau đó các bạn vặn. Các bạn vặn như thế này ấy, thì nó sẽ rất là phẳng và nhìn nó đều cái xoắn nhá. Đó. Sau khi các bạn vặn được một cái xoắn như thế này nha các bạn nhé. Đây. Và vặn được một cái xoắn như thế này. Thì các bạn sẽ sử dụng 5 cái còn lại để chúng ta làm thành 6 nhánh. Như vậy là chúng ta lại có 6 nhánh. Thì mỗi một cái lỗ này, đây các bạn nhìn này. Mỗi một cái lỗ ở trên này thì chúng ta sẽ làm 6 nhánh này nhá. Đó. Khi mà chúng ta được 6 nhánh này rồi thì các bạn sắt này, sắt các cái đầu này, các cái chạc ba này bằng nhau nha các bạn nhá. Được chưa? Sau đó các bạn sẽ vặn. Đây nhá, các bạn sẽ để 2 3 sợi một, các bạn vặn thì chúng ta sẽ để một khoảng đây ạ, à, các bạn khoảng để khoảng tầm 2 cm từ cái chỗ chạc ba này xuống. Chúng ta sẽ cố định ở đấy nhá. Các bạn vặn mạnh vặn chặt cho nó nhìn nó đẹp nhé. Như vậy là chúng ta đã vặn xong 26 cái này như thế này nhá. Sau khi chúng ta vặn xong 6 cái thì chúng ta sẽ chỉnh này các bạn nhìn này. Chúng ta sẽ để một cái ở giữa. Một cái lá ở giữa. Như này nhá. Đó. Sau đó các bạn để 5 cái lá, cụm lá còn lại các bạn để ra bên xung quanh. Đó. Xong nhá. Sau khi mà chúng ta sắp như thế này rồi thì chúng ta sẽ bẻ các cái lá cho nó đều theo ý của chúng ta, đều ra xòe tàn xòe đều ra giống như một cái cụm hoa vậy. Đó, các bạn để cho cái lá này nó xòe ra nhé. Đó, chúng ta vặn cho các cái lá này nó xòe ra và các cái nhị này chúng ta cũng để nó xòe. Đó. Khi các bạn làm cái lá nó chắc chắn ấy, thì các bạn có thể bẻ ở đâu nó sẽ ở đấy, nó không có hiện tượng là rung rinh cái lá nhá. Lá nhìn nó giống lá rụng thì nó sẽ không đẹp.
Như vậy là chúng ta đã được một chùm nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ gắn vào cái lỗ này nè các bạn này. Để hơi cao một chút cho các bạn nhìn nhá. Đây, các bạn sẽ gắn vào cái lỗ này bằng keo nến nhá. Thì trước khi gắn vào cái lỗ này thì các bạn hãy lấy một cái sợi cái dây đồng đồng tiền này, các bạn sâu vào cái lỗ này. Chưa ạ? Các bạn sâu vào, sau đó các bạn sẽ cắt cái này cho nó bằng đi một chút, cắt bớt những cái mà nó dài đi. Đó. Chưa? Sau đó các bạn gấp lên. Đó. Chúng ta mục đích việc gấp lên này như thế này để cho nó hơi to một chút thì để chúng ta sẽ gắn vào cái lỗ này nó được chắc chắn nha. Đó. Sau khi mà chúng ta được như thế này thì các bạn sẽ bóp keo nến vào đây. Các bạn bóp keo nến vào chỗ này nhé. Sau đó chúng ta sẽ cho cái này vào đây. Khi mà chúng ta cho xuống rồi nhá, chúng ta đè xuống và chúng ta sẽ để cái đồng xu lên đây. Được chưa? Đây. Các bạn để đồng xu lên đây rồi thì sẽ không có, nó sẽ lấp được cái keo và nhìn nó sẽ đẹp hơn nhá các bạn nhá. Đó. Thì tương tự với cả các cái còn lại, các cái nhánh còn lại thì các bạn làm tương tự như vậy. Sau khi mà các bạn làm được đủ số nhánh như thế này rồi thì các bạn sẽ chỉnh cho các cái tán này nó theo ý của mình nha các bạn nhá. Đó. Đây ạ. Còn hoặc là các bạn có thể cho thấp hơn bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng cái tay này, chúng ta sẽ vặn cái này hình đó thì chúng ta sẽ được cao thấp như ý của chúng ta. Được. Còn nếu cho các bạn muốn cao các bạn kéo lên, đó. Muốn thấp các bạn đẩy thấp xuống bằng cách vặn thêm những cái vòng xoắn như thế này là các bạn đã có được cái tán theo ý muốn của mình. Chưa? Đó. Thì tương tự như các cái nhánh còn lại, các nhánh còn lại thì các bạn cũng sẽ làm tương tự như cái nhánh đầu tiên nha các bạn nha. Đó. Thì cách làm của cái hoa này thì rất là dễ thôi. Nhưng mà nhìn cái do là có cái lá vàng này, cộng thêm cái việc mà su và là có rất là nhiều những cái lạ mới lạ nên là chắc chắn là các bạn sẽ có một cái trải nghiệm mới khi các bạn làm cái thần tài. Rất là vui được hướng dẫn các bạn cách để các bạn làm cái cây thần tài này. Nếu như các bạn có một cái thắc mắc gì thì các bạn hãy cứ comment ở bên dưới, mình sẽ trả lời các bạn nha các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có những cái tác phẩm thật là đẹp. Và nếu như có kết quả tốt thì các bạn hãy khoe với mình để mình vui cùng với các bạn nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Xin chào.